Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh hai chiếc đài của hãng Victor. Một chiếc đó là Victor RC 410D. Chiếc này thì nếu nói về 410 thì em đã từng đưa một chiếc lên kênh rồi, nhưng chiếc mà 410D thì chưa từng bán trên kênh. Chiếc thứ hai đó là chiếc mà Victor PC W88. Thì hai chiếc này thì mới về. Chiếc này thì về thì bật cái chạy đủ chức năng luôn, còn chiếc này thì chắc là phải thay dây cu loa. Bởi vì em thấy nó dây khá yếu, nhưng có thể test bằng bằng điện tử được. Và chiếc 410D này thì hình thức của nó thì cũng gọi là khoảng tầm 80% thôi ạ. Chưa lau chùi vệ sinh gì nhé. Đấy. Vẫn còn rất là bụi bẩn. Đấy. Em sẽ làm một video ngắn test chất âm của nó, để cho bác nào có nhu cầu thì tham khảo thông tin. Và giá thì con này thì ở cửa tiền hơn 3 triệu. Chiếc này thì nói về dòng Victor thì cách đây khoảng tầm những năm 60-70 thì đa số là sản xuất đĩa than là nhiều. Rất ít khi sản xuất những dòng về cái đài. Sau này thì hãng Victor đã chuyển sang sản xuất là lấy thương hiệu là JVC. Và bây giờ thì em cùng mời các bác thẩm phần âm của chiếc
Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không nắng, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa màu. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Hai chiếc này thì chiếc trên này có giá là 3 triệu 500 ngàn đồng. Và chiếc dưới này thì có giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Và hàng này thì mới cập bến, vì thế nên em chỉ test chưa vệ sinh. Hình thức của nó còn gọi là hơi bụi bặm trời Tây, nhưng mà khi mà vệ sinh lên thì đài rất là đẹp. Đây, như chiếc Victor W88 này thì nó còn cả những cái tem của Nhật này. Và em xin kết thúc video giới thiệu hai chiếc đài tại đây. Em sẽ làm video giới thiệu chi tiết cho các bác vào 1-2 ngày tới. Xin cảm ơn các bác đã thường xuyên ghé kênh xem và theo dõi sản phẩm. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.